Vimin cao lớn Black Friday từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11. Đặt món ngay. Alo, em hả? Anh đang thi rap Việt nè. Ở đây có nhiều người nổi tiếng lắm. Có Vicky nữa. Em mau bật TV lên coi đi. Có được em số, nhưng mà cưới được em là phước đức mấy đời. Hồ đó, từ nông thôn anh xuống phố, giờ anh lên TV là dưới quê em thấy rồi. Đây là tiếng nói khác thành Party Night Live. Phá sân khấu rap Việt thành Paris by night. Gọi em quái phi, không phải only fan. Nhan sắc trang sức như là Johnny Dan. Từ mắt môi nhìn được sun screenshot là hot face, nhiều người comment tin God. Ta sẽ không thuộc chân mặt trong bên hào. Dắt em vào nghìn lẻ một đêm như xin bad. Đêm nay hangover, kêu em mắt này ơi. Em chơi anh rap lớp đi thì chắc ai coi. Lyric so deep chìa nhưng là motif chìa. Làm em thở gấp chìa chìa anh ngắt hai hơi. Mau lấy tiếng beat chèn vô, không cần ngắt micro. Anh chỉ cần ghi hình một phòng là nhà anh bắt live show. Trái tim anh là toán học, hướng về em như vậy tôi. Để đứa bị giảm còn dám nói gì qua nhà em nè. Oh, let's go. Amada. Ok. Bạn anh suối cua được em hiện nay là mốt. Người ta nói yêu hôm nay ngày mai là phốt. Nhưng vẫn thiên kim gì em thấy anh tin gì. Bước vào là phim thấy em ngờ như na là hốt. Khiến anh hậu mana. I never older. I'm coming home with you. You call phải Peter Parker. Tránh xa sừng xì ba ba rap như sang. Em hứa sẽ quăng tìm nếu như đi thi được quăng nó. Vì anh không nói mà anh chỉ làm. Số dư tài khoản lên tới tỷ ngàn. Cho cao xính lễ, mọi người kính nể. Một câu rap của anh là đổi lấy một chỉ vàng. Anh đi ra thì diễn đàn, thì chàng nháp đi lên. Thứ hồi cho anh cúp vàng nên có một rap SEA Games. Thành danh hài rapper, vậy em thích ai đây? Vì anh là ứng cử viên đắt giá cho dù có Black Friday. Ok. Tìm người có ý chí làm ăn. Ngoài anh ra chắc không ai bằng. Mình chẳng phú quý giàu sang. Ngoài ba chân gửi em chân thành. Khi em muốn cắt cùm cùm, họ xong ăn tối ăn xong hò. Khi em muốn cắt cùm cùm, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ai vô phía kia không biết cắt cùm cùm là gì, nhưng mà thích thì để vô. Let's get it. Finally. Vâng thưa quý vị, Vicky. Phải nói rõ ràng nha, đây là 4 chọn. Ok. Xin mời ạ, Quá Huy, em đạp đầu tiên. Em cảm thấy là cái sự sáng tạo của bạn rất là vô bờ bến. Và em rất mong muốn bạn cũng có thể về team của em. Không biết là chương trình có thể nới lỏng ra thêm. Chắc chắn không, ừ. Khẩu suy nghĩ luôn, cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Và em xin chúc mừng các huấn luyện viên còn lại. Thực sự phải nói là bạn này làm mà mình nhớ đến cái năng lượng của Ricky Starr, đúng không ạ? Rất là tinh nghịch, ngay cả một người flashy như là Binzy cũng chết lặng luôn. What about you? Từ đầu chương trình đến giờ có vài bạn try để mix dân ca, có những bài nó thực sự không quất cho tai anh, và đây là cách để làm nó đúng. Và em rất là sáng tạo, tại vì đây là một cái mảng rất là màu mỡ để em khai thác. Em biết cái ranh giới lúc nào em qua cái nốt của dân ca và lúc nào em về lại cái nốt của hip hop. Và cái điều đó là điều rất thông minh và cần cái gu âm nhạc khá cao để em nhìn thấy nó. Cái điều đó là cái điều rất giá trị từ em. Chúc mừng em. Yeah. Dạ, em cảm ơn anh Bin ạ. Và rõ ràng là mọi thứ đều rất là smooth và cực kỳ chắc chắn trong những cái lựa chọn về từ ngữ, về flow của mình. Rhymastic cũng thú vị với điều này. Vâng, chắc chắn rồi, anh em bị cuốn hút. Từ khi mà bạn bắt đầu cất lời rap lên, mọi thứ của bạn làm đều rất là hoàn hảo. Từ cách bố trí bài hát rất là thông minh, chặt chẽ, và bạn biết rõ mình đang làm điều gì, mình cần phải gây ấn tượng ở những điểm nào. Điều đó hoàn toàn bạn làm chủ. Không biết chê bạn ở điểm nào cả, mà chỉ biết hoàn toàn ngưỡng mộ và đắm chìm trong tác phẩm của bạn. Dạ, cảm ơn anh Ram ạ.
bây giờ mới cho hỏi em Đạt vì em còn thiếu một slot hay là cái người mà em đang chờ đợi đã xuất hiện. Tới nước này thì em cũng xin chia sẻ luôn, cái màu sắc em đang tìm kiếm là một người có tính dí dỏm, hài hước và sắp đặt mọi thứ một cách thông minh. Cho tới khi cái verse đầu của bạn thì em đã biết, ai may quá, người cuối cùng đã xuất hiện. Và em muốn lắng nghe hết ca khúc cho nên khi bạn xong em mới bấm chọn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Và rõ ràng là cả bốn chọn này đều thực sự là xứng đáng với cái bài hát vừa rồi. Vinmin cao lớn Black Friday từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11. Đặt món ngay! Anh Thành, anh Thành. Của em là chọn Xí Bùm Bùm Cắt Cùm Cùm anh Thành. Là sao? À, lúc mà khi em muốn cắt cùm cùm, hò sòng mang tối ăn sòng hò. Rồi không có được tính anh Thành. Em mắc cười quá à. Em ơi, em nên nhớ em là cái người là không còn cái quyền lợi gì đây hết trơn á. Nên hai vị giám khảo hãy thực sự thoải mái với quyết định của mình đi ạ. Xin mời hai bạn. Em đang tìm kiếm cái sự giành giật ở trong cái bạn lần này, tại vì đây là một thí sinh cuối cùng trong cái bể này và nó như một cái kim vậy. Và tại sao chúng ta tìm thấy rồi mà chúng ta lại không biết đường mà nhặt lấy? Nhặt chứ anh, nhưng mà tại vì chưa đến lượt nó. Anh biết em mà. Tham lam. Thật ra tới bây giờ nha, tôi vẫn thấy là Rhyme đang rất là hào hứng với những gì đang xảy ra nha. À, đúng rồi, nha. Em lúc nào em chẳng muốn nhặt. Tham lam. LK đang suy nghĩ điều gì có vẻ rất đắn đo. Em có một cái sự thông minh trong cái bố cục sắp xếp của em, và em vẫn giữ được cái hồn nguyên bản gốc. Anh chỉ có một góp ý nhỏ thôi là cái giai điệu ở cái verse cuối cùng của em anh rất là thích. Anh cần em thể hiện nó tốt hơn và nó bay bổng hơn ở cái giai điệu đó. Dạ. Yeah. Nghĩa là cho nó tương phản riêng hơn so với hai phân đoạn trước. Tuy nhiên thì em dùng những cái từ ngữ rất là hay, anh rất là ấn tượng, mà nhất là cái câu ngoài ba chân anh gửi em chân thành, đánh lừa người nghe rất là tốt. Rất là nhiều những cái cặp vần và rất là nhiều những cái từ ngữ hay ở trong đấy, rất dí dỏm. Ok. Như chúng ta đã biết, Wowy và Binzy đã gửi sự ngưỡng mộ đến bạn rồi. Hai người hợp pháp để mà nhận thêm một thí sinh về đội của mình thì chỉ có Garrick và Ramastic mà thôi. Liệu sẽ có 3 đội 10, 1 đội 8 hay là 2 đội 10, 2 đội 9 phụ thuộc vào sự quyết định của hai vị giám khảo. Xin mời. Sao oan gia ngõ hẹp thế nhỉ? Tới những cái thời khắc quan trọng mà toàn gặp ông kia. Tại sao thế nhỉ? Nó gọi là duyên số anh ạ. Không, oan gia ngõ hẹp không phải duyên số. Mà nhắc đến duyên số, có một điều rất là thú vị Ramastic mới nhớ ra. Ramastic có đeo một chiếc đồng hồ. Và chiếc đồng hồ này có tên là Freak. Oh, thật không? Vậy nên là Freaky à? Anh không nghĩ đây là một sự tình cờ, mà anh nghĩ đây là duyên trời đã sắp đặt. Lại duyên rồi, rồi ôi. Mà cái duyên số thì chúng ta không nên chống lại nó làm gì cả. Phải duyên phải số nó vô lấy nhau. Thì Garrick có gì nói với bạn không ạ? À? Em thì em không có nhiều cái duyên đại trà như bên kia. Tuy nhiên anh nghĩ thì cùng lắm bạn Thiện Âm Mưu cũng chỉ hứa hẹn với em là sẽ cho em đến một cái vị thế cao nhất, cho em những cái gì tốt nhất của bạn ấy. À không, thật ra thì đấy là cái văn mẫu của tất cả các huấn luyện viên ở đây rồi. Ai cũng sẽ dành điều tốt nhất cho thí sinh của mình, bởi vì đấy là trách nhiệm của mọi huấn luyện viên. Thế thì không có cái tâm rồi. Đâu, bây giờ em cho anh một cái nhận xét có tâm coi. Bản thân anh nói thật ở đây, anh không dám tự cao bất cứ một việc gì cả. Anh thấy ở đây em là sự hài hước, và anh đã từng làm những bài nhạc về điều đó rồi. Anh nghĩ Ramastic cũng có làm, nhưng nhiều người cảm thấy điều đó ở anh, và anh nghĩ anh có thể hợp với em điều đó hơn Ramastic. Anh thì anh không làm nhiều nhạc về hài hước, bởi vì anh thấy khán giả nhận xét bản thân anh là người hài hước. Anh thấy không cần phải làm nhạc với cái điều đấy làm gì cả.
khá hài hước đấy. Ủa anh Thành công nhận không? Thế okay. Anh Thành cũng từng mời Ramastic đi diễn hài không ít lần đúng không? Anh Huawei lên đây, đổi chỗ ra. Huawei ngồi cái ghế này, bạn có thể biết là Huawei đã làm được những gì. Bây giờ có bỏ rap đi theo tôi diễn hài không? Thôi hiện tại em thấy nghề này cũng tương đối được. Kiếm được luôn. Dạ. Một người không hài hước thì không thể có được những lời mời như vậy từ anh Trấn Thành được. Cái mình cần ở đây là cần thể hiện cái điều đó lên âm nhạc, chứ không phải cần chỉ đơn giản ở ngoài đời, và chúng ta cần để đi thi. Nhưng mà đâu có phải chắc gì lúc nào bạn cũng muốn làm về cái sự hài hước đâu anh. Có những lúc mà bạn cần trải lòng và truyền những cái thông điệp khác ấp ủ trong con người bạn ấy thì sao? Thôi bây giờ thế này nè, đây là trận cuối rồi, lên đây nói chuyện nhau đi cho nó gần gũi nè. Anh bỏ búa lại đi, không chơi đấy, phản đối, dọa nạt người ta. Ok. Chứ bùm bùm cắt cùm cùm là không có được. Là không có được. em đừng có nói gì, để người ta. Thưa quý vị, đây là cuộc chiến giữa anh Khoa Âm Hưởng và anh Thiện Âm Mưu. Anh nói đi. Em vẫn không hiểu tại sao tới những giây phút quan trọng nhất là em đều gặp ông này. Ô em, người ta tên gì? Thiện Âm Mưu anh ạ. Em là Âm Hưởng, em ngồi em hưởng không à. Người ta lao động mệt muốn chết, 10 slot, 9 slot. Thì bây giờ người ta phải có âm mưu, người ta dập em trận cuối chứ. Các cụ đã có câu rồi, trâu chậm thì uống nước gì. Đục đục. Người ta hùng hục như này. Ok, xin mời hai vị giám khảo cho tôi một hy vọng lóe sáng đi nào. Cá nhân anh thì anh cảm thấy là cái mảng màu âm nhạc này của em nó mang một tính giải trí, thì anh lại nghĩ là anh sẽ nghiêng về. Ở đằng kia không có tính chất giải trí, ở đằng đây có. Giải chứ, giải. Hả? Giải trí còn thua, là nhạc giải khác. Anh Tý, anh Bin, cứu em. Yes, of course. It's my boy. Anh muốn em phát huy cái tính giải trí này của em, nó đi đúng hướng hơn và có thể nó sâu sắc hơn. Và nếu mà em muốn thay đổi cái màu nhạc khác vào những vòng sau thì anh Cao Rick cũng có thể làm được điều đó. Well, anh Hưng, nếu mà nói về tính giải trí thì Cao Rick có nó ở trên những bài nhạc, nhưng mà Thiện có nó ở ngoài đời. Thì anh nghĩ, well, nếu mà anh phải làm một bài nhạc để anh có được cái chất giải trí, với lại khi mà anh ngồi 5 phút anh đã có được cái cảm hứng từ sự giải trí, thì em nghĩ ở đây sẽ là nhiều lợi thế hơn. Chết nếu rồi. Mà nói về tính giải trí for real. Bin, cái ý của anh ở đây là một cái tính giải trí đi đúng hướng và sâu sắc hơn. Huawei, anh cần Huawei cứu hộ giá Huawei ơi. Dạ. Em theo phe nào? Dạ đương nhiên em theo phe Caric rồi anh. Thứ nhất, anh thấy cái chỗ ngồi của em với chỗ ngồi Caric kế bên nhau không? Đồng ý. Hàng xóm. Tên làng nghĩa xóm. Cái thứ hai, em và Caric đã có một khoảng thời gian làm việc rất là dài, và em tin tưởng vào khả năng của Caric có thể tính đào tạo nghiệp. Bạn này đưa cho bạn này một cái tính chất giải trí cực kỳ cao. Ok, đồng ý. Em không nghĩ là bạn này khi mà về nhà của Ramastic á sẽ trở thành một ngôi sao giải trí đâu anh. Ok, anh mời em giải lao. Em về thôi này đi. Ok. Thưa quý vị, hiện nay là lực lượng là Caric đang đông hơn. Ơ anh Tý đứng xa thế. Em tưởng em làm giám khảo. Anh ok, anh làm giám khảo, anh nhìn xem. Để thế đấy, em. Thưa quý vị, đây là Trisha Tý, một vị giám khảo đã có một cái background là thông đồng với huấn luyện viên. Đừng đây mọi người lại dèm pha đấy. Không sao anh ạ. Bây giờ Trisha Tý, anh đã nói với em rồi, anh rất yêu thích nhạc của em. Em làm ơn em cho anh một quyết định mà thỏa mãn cả khán giả lẫn đồng nghiệp. Tại vì quyết định của em nó quan trọng lắm em ạ. Ngay giờ phút này em chỉ cần anh công tâm dèm pha mình quen rồi anh ạ. Tôi đề nghị là nghệ sĩ Thiện Âm Mưu không nên đưa thêm bất cứ một cái âm thanh nào vào lỗ tai của giám khảo để làm nhiễu loạn cái tư duy của người ta.
Thực ra là cái chỗ đứng này của em nó cũng là chỗ đứng em đứng bên những người anh em của em. Không ít thì nhiều, chúng ta vẫn luôn ủng hộ tinh thần cho nhau. Và chương trình của chúng ta luôn luôn đặt cái tính công bằng và tương lai của thí sinh lên hàng đầu. Đúng, nói như vậy anh. Và chính vì sự công bằng của chương trình cho nên em sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ liên quan đến anh em bạn bè. Ta em sẽ ủng hộ. Em sẽ ủng hộ Karik. Beep ơi, beep ơi. Ông này ông vẻ lái rồi. Beep ơi. Và chúc mừng Ricky. Mảnh ghép cuối cùng của team Karik.